Hello hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với VTOP. Ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng xem qua 1001 những tình huống ối dồi ôi của con người được camera ghi lại nhé. Yo. Ông chú số đỏ tự nhiên lượm được bí kíp làm giàu, cho có một mà nhận về double. Wow, cái thùng này coi bộ xịn dữ à nha. Rồi rồi, mê quá, ông chú bỏ hết tài sản vô luôn rồi. Thôi trời, ăn lòn luôn chú ơi. Hả? Ai biểu tham quá làm chi, bây giờ tới cái địch cũng không còn nữa đó. Câu chuyện cảm lạnh sống lưng về ông lão và con chó lạc trên đảo. Tưởng đâu có máy bay tới cứu, ai dè ông chú bị con chó nó báo. Ôi trời. Ôi là trời, coi tức mình không cơ chứ. Chữ hép của người ta mà nó làm thành chữ hello luôn kìa. Thiệt là câm nín với con chó này luôn mà. Rồi xong. Rồi. Đang ăn ngon lành, tự nhiên thấy bà chị đứng ở ngoài cửa, thấy thương quá trời. Mà lạ là cho cái gì bác cũng không cần. Ai mà dè. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Phải chứ, bà nội này thèm chồng của người ta hả? Trời đất thiên địa đụng ơi, bó tay thiệt luôn á. Hú hú, lười ơi lái xe nè quý vị. Thấy mình có chuyên nghiệp không chứ hả? Rồi rồi, tính lóng như kem luôn. Té thôi mà giận ném luôn cái xe của người ta vậy ba. Ở trong này có mùi gì lạ lạ vậy ta? Để hửi miếng coi nè. Trời đất ơi, giải cứu con mèo bay ơi. Nó khờ luôn rồi kìa. Chà, tầm này làm ca nước mía đầy ủ uống. Trời ơi, nhức cái nách nha. Ôi khơi phải cái lờ ông anh nè à. Vợ thì còn đúng cái ca thôi. Anh trai trổ tài nấu ăn đỉnh cao. Hú da. Rồi rồi, thấy mẹ con chó luôn rồi. Sao anh ác với thằng nhỏ dữ vậy anh ơi? Thanh niên ngồi bấm điện thoại hăng say mà không biết cô giáo đang đứng nhìn mình. Cái gì vậy bà nội? Rồi rồi, mày chết con trai ơi. Chuyến này chỉ có ông trời mới cứu em nổi em ơi. Biểu hiện của một con chó cố chấp là đây chứ đâu. Cái gì cố quá cũng thành quá cố nha chó ơi. Chị gái này nhờ anh trai quay cho một clip kỷ niệm đi biển. Ok ok, quay nha quay nha. Rồi rồi, thấy công chuyện. Thằng ảo thật đấy. Ôi rồi. Ủa, alo. Bà chị này có gu quay clip lạ quá ha. Làm người không muốn, muốn làm cờ hó hả chị? Thiệt là bó tay mà. Khi nhà của bạn có điều kiện, nhưng phải đi cắt cỏ, be like. Hả? Đúng là có tiền cắt cỏ cũng ngầu hơn người ta nữa đó. Và sau đây sẽ là một cuộc thi ăn bánh kem đầy căng thẳng của hai chị gái. Rồi rồi, bà nội kia chơi đẹp dữ he. Bạn với chả bè, tước giùm á. Kiếp nạn thứ 1001 khi đi công viên chơi. Cha lại con. Mày là ác quá. Trời ơi, mày đừng có làm cho mẹ khổ con ơi. Má ơi, chuẩn bị đu đưa với cái tàu lượn thì mưa quá mưa. Mưa tràn bờ đê, mưa trôi cả bầu trời nắng luôn. Thôi thì hoan hỉ, lần sau có đi chơi thì nhớ coi bói nha mấy anh mấy chị. Thanh niên đi mua điện thoại lần đầu kiểu.
mà đi lộn tiệm rồi anh ơi. Lần sau tao nói em học nghiệp vụ cho tốt rồi hả hành nghề nghe chưa. Tao lạy mày rồi ơi. Ôi mày lạy mày luôn. Ôi trời đất ơi, suối mát quá, phải nhảy xuống ngay thôi. Này thì hấp ta hấp tấp, vừa lắm nha cô gái. Nghe thằng bạn thân rủ chơi cái trò này vui lắm. Thanh niên háo hức làm theo và cái kết. Ôi thôi, cứ phải gọi là cháu nội của bao công tái thế luôn đó. Lần sau bớt bị dụ lại nha anh. Khi bạn quá buồn ngủ mà còn bị đám bạn báo kiểu. Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Thấy cũng tội con khỉ thiệt chứ. Thôi thì ráng mà vượt qua kiếp nạn này nha mày. Khi đẹp quần áo súng xính chuẩn bị ra đường thì quê. Thông minh lắm. Hảo tư duy chị ơi. Chiếc xe nó rén liền, đâu có dám làm văng nước chị đâu. Thế nào là sướng rân người? Là giống như ông chú vậy nè. Vứt rác cũng phải ngầu nha quý vị. 1, 2, 3, hút vào. Không sao, không sao, Chúa phù hộ em. Rồi đó, ngầu rồi đó. Lo mà hốt vô cho sạch sẽ đi nha bà chị. Đây là con bạn thân của tôi. Mỗi lần nhìn thấy máy quay, chàng ơi, nụ cười thân thiện dữ ha. Ánh mắt triệu mến đồ ha. Mà chỉ cần bỏ máy quay xuống một cái là phải trưởng, lộ liền. Lộ cái nết hung dữ không ai làm lại liền. Chứ đỡ không nổi thiệt mà.